một người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, luôn luôn cần những chiếc đồng hồ Remoler để đồng hành trong bộ sưu tập đồng hồ danh tiếng của mình. Đây là full box hợp của chiếc đồng hồ Remoler B32 chính hãng, cặp ngoài màu xanh chủ đạo Remoler. Bên trong sẽ có một cái sổ da để chứa giấy chứng nhận đây là đồng hồ chính hãng. Rất thơm mùi tiền bởi vì giá trị đồng hồ này là tới trên 100 triệu đồng. Tiếp đến bên trong cái hộp, ngoài hộp giấy sẽ có một cái hộp đặc biệt bên trong. Một chiếc đồng hồ chính hãng từ thương hiệu danh tiếng Luxury Thụy Sĩ thì chắc chắn rằng là những chi tiết xung quanh của sản phẩm chính, phụ kiện cũng luôn luôn là một cái gì đó làm cho chúng ta có sức hút vô cùng, từ chất liệu, kiểu dáng, tỉ mỉ. Toàn bộ bên ngoài bóng loáng, sáng bóng và bên trong là dung. Đây là chiếc đồng hồ Remoler chính hãng V32 size 32 dành cho nữ. Phiên bản Dylan đang cầm đó chính là màu đen. Và toàn bộ thân vỏ này, màu trắng này đó chính là thép và được đính full kim cương hột xoàn thiên nhiên. Trên toàn bộ thân vỏ và kể cả mặt bên trong đều là full kim cương luôn. Khóa đeo cũng được đính kim cương. Và số giờ có mix hai màu theo chủ đạo đồng hồ, đó chính là màu trắng và màu đen. Trắng từ chất liệu thép, đen từ phần dây đeo. Dây đeo mặt trong là dây cao su đặc biệt của hãng và bên ngoài là mặt da cá chính hãng của hãng. Dòng đồng hồ Remoler V32 này có nhiều phiên bản màu sắc khác nhau như là màu đen, màu trắng, màu hồng, màu đỏ, màu xanh, màu tím, vân vân. Và ngoài phiên bản màu sắc khác nhau thì cũng có một phiên bản khác, chất liệu khác, đó chính là vàng nguyên khối HAO750, phiên bản vàng hồng Ru Gold và cũng được đính full kim cương. Một bàn tay xinh đẹp, một người phụ nữ giỏi giang, một người thành đạt thường xuất hiện chung với những chiếc đồng hồ danh tiếng này. Và Remoler chính là một trong những thương hiệu nằm trong bộ sưu tập những chiếc đồng hồ danh giá dành cho những quý cô. Vâng, và như vậy là video clip đến đây sẽ được phép kết thúc. Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem và để giao lưu những sản phẩm đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu, chính hãng. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất tại đây. Kỳ Lân Luxury chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân hotline 0901 247 247. Sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.